Con Phật tự giác đạo xin phát nguyện niệm trì 100 danh hiệu hồng danh chư Phật Trong bộ kinh Vạn Phật Quyển thứ ba Từ thứ tự 2.900 vị Phật Đến thứ tự 3.000 vị Phật Nam mô công đức thừa Phật Nam mô kim thừa Phật Nam mô phóng kiếp Phật Nam mô pháp hạnh Phật Nam mô thiện trụ khứ Phật Nam mô ly mạng Phật Nam mô trí tạng Phật Nam mô Tịnh Khứ Phật, Nam mô Chiên Đàn Phật, Nam mô Vô Ưu Phật, Nam mô Thanh Tịnh Thân Tràng Phật, Nam mô Vô Quốc Độ Hoa Phật, Nam mô Vô Lượng Oai Đức Phật, Nam mô Thiên Quang Minh Phật, Nam mô Trí Tuệ Hoa Phật, Nam mô Thành Tựu Trí Phật, Nam mô Tịnh Trụ Phật, Nam mô Nhất Vị Thủ Phật, Nam mô Tự Tại Phật, Nam mô Vô Tỷ Thuyết Phật, Nam mô Thắng Thuyết Phật, Nam mô Phước Đức Oai Đức Phật, Nam mô Nhật Phật, Nam mô Độ Thế gian Trí Phật, Nam mô Đắc Thành Tụ Phật. Nam mô Pháp hạnh Phật, Nam mô Cầu an ổn Phật, Nam mô Sắc trí Phật, Nam mô Hiệp trưởng Quang minh Phật, Nam mô Vô Sáng Phật, Nam mô Lưu Ly tạng Phật, Nam mô Hoa Thiên Phật, Nam mô Tự nhiên Phật, Nam mô Thiện Trăng Quang minh Phật, Nam mô Nhất Thiết Công đức thắng Quang minh Phật, Nam mô Bảo thắng Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Phật, Nam mô Hàng phục oán Phật, Nam mô Vô lượng Quang minh Phật, Nam mô Tu Ma Na Thọ đề Quang minh thắng Phật, Nam mô Tăng thượng Phật nam mô lạc trí tuệ phật nam mô công đức tự tại phật nam mô tịch tịnh phật nam mô công đức tích lực phật nam mô thiền nhãn phật nam mô thiền thinh phật nam mô thiền hoa phật nam mô thiền trụ phật nam mô công đức oai đức tụ phật nam mô vô biên trí phật nam mô vô lượng thinh phật nam mô thiền quan phật nam mô thiền trí tuệ phật nam mô giải thoát nghĩa phật nam mô tư duy thắng phật nam mô thắng thinh thân phật nam mô khoái phật Nam Mô Thắng Hạnh Phật Nam Mô Tịch Tịnh Nghĩa Phật Nam Mô Thiện Quá Phật Nam Mô Thanh Tịnh Hạnh Phật Nam Mô Hoa Tát Phật Nam Mô Thiện Quang Phật Nam Mô Thường Nhiên Đăng Phật Nam Mô Thiện Lượng Phật Nam Mô Chúng Từ Tài Phật Nam Mô Ly Úy Phật Nam Mô Trí Bố Phật Nam Mô Thiện Thệ Lạc Thuyết Phật Nam Mô Thắng Nhãn Phật Nam Mô Bồ Đề Nguyệt Phật Nam Mô Bảo Quang Minh Phật Nam Mô Nguyệt Phật Nam Mô Vô Úy Phật Nam Mô Đại Cảnh Phật Nam Mô Phạm Thinh Phật Nam Mô Thiện Thinh Phật Nam Mô Đại Trí Tuệ Kiều Lương Phật Nam Mô Phổ Trí Tuệ Phật Nam Mô Kim Cang Tiên Phật. Nam Phật Nam Mô Công Đức Lực Phật Nam Mô Phục Tâm Phật Nam Mô Thọ Vương Phật Nam Mô Sô Thinh Phật Nam Mô Trụ Thắng Phật Nam Mô Ái Thánh Phật Nam Mô Oai Đức Thân Phật Nam Mô Thọ Đề Vị Phật Nam Mô Diệu Cổ Vân Thinh Phật Nam Mô Ái Nhãn Phật Nam Mô Hiền Trí Phật Nam Mô Thành tựu Công Đức Thắng Phật Nam mô Tịch Tịnh Hống Phật, Nam mô Pháp Tráng Phật, Nam mô Hư Không Công Đức Hình Phật, Nam mô Công Đức Sai Biệt Phật, Nam mô Công Đức Thinh Phật, Nam mô Oai Đức Phật, Nam mô Công Đức Tập Phật. Đem nhân duyên công đức lễ Phật này, nguyện thân trang nghiêm của trăm phước tướng tốt tròn đầy. Pháp thân chư Phật tướng lông nghèo mí mắt như châu chúa, con và chúng sanh nguyện đều thành tựu. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát. Trên đây danh hiệu ba ngàn vị Phật con đã niệm. Kinh Phật thuyết Phật danh quyển thứ ba đến đây hết. Cử tán. Mười phương thế giới ba đời năng nhân tiếng bi cứu vật diễn hồng danh đêm dài giác mê tình ba nghiệp gieo thành tướng tốt nguyện nghiêm thân nam mô Pháp quan địa bồ tát ma ha tát vừa rồi là thời khóa con niệm hồng danh một trăm danh hiệu chư phật trong bộ kinh vạn phật con xin hồi hướng tất cả những công đức tu học, những công đức cúng dường chùa tháp, ấn tống, in kinh, tạo tượng và làm những điều phước thiện lập công bồi đức. Con xin hồi hướng tất cả những công đức này, trang nghiêm, phước báu, cầu siêu cho tất cả ba mẹ, chị em, ông bà cửu huyền thất tổ quá vãng chín đời mười kiếp nội ngoại hai bên, họ mai và họ đổ đều được siêu thăng vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc. Con cũng nguyện hồi hướng cầu siêu cho tất cả những quý vị oan gia cháy chủ, oan gia nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp cũng được thác sanh về cõi Tây phương cực lạc. Nguyện cầu cho quốc thế dân an, thế giới thái bình, đất nước Việt Nam phồn thịnh, tất cả những thiên tai dịch bệnh đều được chuyển hóa và tiêu trừ. Và con cũng nguyện đem tất cả những công đức tu học này hồi hướng cầu an cho tất cả các anh chị em và các hàng con cháu, gia đình hưng thịnh, đoàn viên, phước tài lộc thọ, miên trường sở nguyện, sở cầu như ý, dồi dào sức khỏe. Con xin tạ ơn Hội đồng Thánh Thần Tiên Phật Tác Đại Chứng Minh, Nam Mô Huyền Khung Cao Thượng Đế Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn, Nam Mô Vô Thượng Hư Không Diêu Trì Kim Mẫu Dưỡng Sanh Bảo Mạng Vô Lượng, Đại Từ Tôn Nam Mô Vạn Ban Ngũ Hành Thánh Mẫu Nương Nương Tam Tòa Thánh mẫu tác đại chứng minh cho con, con xin bày tỏ lòng biết ơn, tạ ơn đất trời linh thiên Phật pháp soi sáng.